Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn Bảy, nội dung tạo bởi Luciai Channel. Lăng Hàn quyết định đi Thiên Bình Sơn rèn luyện. Thiên Bình Sơn ở phương Bắc Thương Vân Chấn, cách 80 dặm, ngọn núi này không lớn, liên miên ngang dọc chỉ hơn trăm dặm, xung quanh có bốn thôn chấn, dựa vào tòa Thiên Bình Sơn này nuôi sống rất nhiều người. Bởi vì trong núi có linh dược, cũng có yêu thú, đối với võ giả mà nói đều là thứ tốt. Không giống Đại Mạch như Thất Phong Sơn bên trong yêu thú cực kỳ mạnh mẽ ngay cả cường giả linh hải cảnh cũng không dám xâm nhập yêu thú mạnh nhất trong thiên bình sơn chỉ là tụ linh cảnh hơn nữa còn ở nơi sâu xa bởi vậy chỉ cần không vào quá sâu đối với luyện thể cảnh mà nói là một nơi rèn luyện rất tốt lăng hàn biết chỉ dựa vào khổ tu là không thể luyện một môn võ kỹ đến cảnh giới tối cao nhất định phải thông qua thực chiến huyết chiến tuy lăng đông hành không hy vọng con đi mạo hiểm nhưng cũng biết ở trong phòng kính là không bồi dưỡng ra được võ giả chân chính lại nói còn có lưu vũ đồng ở một bên bảo vệ nên đương nhiên sẽ không lo lắng gặp phải nguy hiểm gì liền đồng ý hiện tại hắn cũng rất bận rộn đang triển khai phản kích trình gia đồng thời chỉnh đốn lăng gia phân hóa quyền lực của lăng trọng khoan một lần nữa nắm trong tay mình lăng hàn và lưu vũ đồng bước lên hành trình xuất phát đi thiên bình sơn bởi vì thiên bình sơn rất gần bọn họ không cần mang theo quá nhiều hành lý, chỉ cần hai, ba bộ quần áo là được, nhưng dù vậy, mỗi người cũng cõng một cái bao quần áo không nhỏ. Cái này không khỏi để cho lăng Hàn hoài niệm không gian giới chỉ kiếp trước. Không gian giới chỉ và nhẫn bình thường không khác gì cả, nhưng bên trong lại có không gian kỳ diệu, có thể thu nhận rất nhiều thứ, ra ngoài lịch lãm, mang theo một chiếc không gian giới chỉ sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ là phương pháp chế tạo không gian giới chỉ đã sớm thất truyền bởi vậy số lượng cực kỳ ít ỏi. Ở đời trước, ít nhất phải là cường giả sinh hoa cảnh mới xứng nắm giữ, bằng không dù may mắn được một cái, cũng chỉ đưa tới họa sát thân cho mình. Không gian giới chỉ phi thường đáng giá. Bọn họ đi bộ, 80 dặm đường đối với võ giả mà nói, tự nhiên là đơn giản, chỉ hai giờ lộ trình mà thôi. Hai người xuất phát từ sáng sớm, buổi trưa thì đến khu vực Thiên Bình Sơn. Hổ gầm vượn hú, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh um tùm xanh tươi nguyên thủy khí tức hoang vu phả vào mặt đi lăng hàn đi ở phía trước nói chỉ cần là yêu thú luyện thể cảnh ngươi đừng xuất thủ giao cho ta được lưu vũ đồng gật đầu bất quá thiên bình sơn không phải là khắp nơi đều có yêu thú bọn họ một lòng muốn tìm yêu thú lại một con cũng không thấy thậm chí ngay cả dã thú bình thường cũng không gặp phải theo sắc trời dần dần trở nên ảm đạm hai người đều cảm thấy thất vọng bọn họ chỉ mang theo một chút xíu lương khô kia là dưới tình huống khẩn cấp mới ăn nguyên bản dự định săn bắn yêu thú trong núi làm lương thực a à? phải nhanh săn được một con yêu thú bằng không buổi tối chúng ta liền đói bụng lăng hàn vung vẩy thiết kiếm trong tay nói đây là hắn mua trước khi ra ngoài giá cả khá xa xỉ muốn mười lượng bạc đối phó yêu thú luyện thể cảnh là thừa sức có điều gặp gỡ yêu thú tụ nguyên cảnh vậy căn bản không thể xé rách phòng ngự của đối phương lại nói hắn vốn cũng không phải đối thủ của yêu thú tụ nguyên cảnh lưu vũ đồng đột nhiên dừng bước làm sao có phải là nghe được động tĩnh gì không lăng hàn có chút hưng phấn nói dây dày bị lỏng lưu vũ đồng ngồi xổm xuống không nghĩ tới nữ nhân này cũng có chút hài hước lăng hàn nhún vai một cái sau khi lưu vũ đồng đứng lên hai người lại đi về phía trước chỉ là đi chưa được mấy bước lưu vũ đồng lại ngồi xổm xuống dây dày lại lỏng Lăng Hàn hỏi. Không phải, có động tĩnh. Lưu Vũ Đồng nhìn về một nơi, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Nữ nhân này tuyệt đối là hài hước lạnh lùng. Lăng Hàn cũng nhìn sang, đối phương là tụ nguyên cảnh, nhãn lực, thính lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Lùm cây phía trước chập chờn, tựa hồ có món đồ gì đang chui ra. Rất nhanh, một con sói to lớn xuất hiện, ngay sau đó, thân thể của nó cũng xuất hiện theo, kích cỡ giống như châu nước, Toàn thân đỏ như máu, chỉ là trên da lông còn có vết thối đông một khối, tê một khối, nhìn có chút buồn nôn. Vận khí không tệ, đây là hủ huyết lang. Ánh mắt lăng hàn sáng ngời, tu luyện bất diệt thiên kinh cần các loại vật liệu quý giá phụ trợ tôi thể, mà máu tươi yêu thú là vật liệu tốt nhất của giai đoạn này. Hủ huyết lang ở trong yêu thú luyện thể cảnh, có thể tính là cấp bậc hàng đầu. Cẩn thận! Lưu Vũ Đồng nhắc nhở, hủ huyết lang thành niên là luyện thể tầng 9. Hơn nữa chỉ nói sức mạnh và phòng ngự, kỳ thực yêu thú chiếm ưu thế hơn nhân loại, thậm chí không chỉ một chút. Ưu thế của võ giả ở chỗ có thể sử dụng các loại võ kỹ, còn có binh khí, tăng lên rất nhiều thực lực. Nhưng hiện tại Lăng Hàn chỉ là luyện thể tầng 7, cùng hủ huyết lang chênh lệch rất lớn, mà tác chiến với yêu thú, gặp phải nguy hiểm là bất cứ lúc nào, không phải một tiếng rừng tay đầu hàng là có thể ngừng chiến. Yên tâm. Lăng Hàn cười cợt, dung lên thiết kiếm trong tay biểu hiện lập tức trở nên nghiêm túc hủ huyết lang không ngừng phát ra gầm nhẹ đối phương có hai người nam nhân phía trước dưới cái nhìn của nó uy hiếp không lớn để nó kiêng kỵ chính là nữ nhân phía sau nhưng ở dưới hung tính của yêu thú nó lại không muốn từ bỏ con mồi đối với võ giả mà nói huyết nhục xương cốt của yêu thú dĩ nhiên là vật đại bổ nhưng đối với yêu thú võ giả cũng tương tự là tồn tại giống như thuốc bổ hủ huyết lang cẩn thận từng ly từng tí cũng không có lập tức phát động công kích. Vũ Đồng người lui về phía sau đi. Lăng Hàn nói, sói là sinh linh rất kiên trì lại cẩn thận, nó khẳng định là cảm giác đến Lưu Vũ Đồng mạnh mẽ. Lưu Vũ Đồng hơi nhíu mày, hiện tại khoảng cách này nàng có thể đúng lúc ra tay viện thủ, nhưng lại kéo dài, vạn nhất Lăng Hàn gặp phải nguy hiểm, nàng liền ngoài tầm tay với. Tin tưởng ta. Lăng Hàn nhuện miệng cười. Lúc này Lưu Vũ Đồng mới chậm rãi lùi về sau hủ huyết lang nhất thời hăng máu chân trước bảo động mở miệng lộ ra hai hàng răng nhọn như chùy thủ tỏa ra hàn khí lăng hàn ngoắc ngoắc ngón tay nói con chó ngốc đến gào hủ huyết lang phát ra rít gào đột nhiên nhào tới tốc độ nhanh kinh người lăng hàn không hốt hoảng chút nào trường kiếm rung lên kinh điện kiếm pháp đã triển khai xoạc một kiếm đâm ra bùng lên hai việt sáng lạnh lẽo trong đó một đạo là thân kiếm, một đạo khác là kiếm khí màu trắng. Kiếm khí. Lưu Vũ Đồng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Kiếm khí là tượng trưng cho một tên kiếm khách, giống như đao khách phải nắm giữ đao khí, vô cùng sắc bén, uy lực cực lớn. Nàng cũng không có hình thành kiếm khí, lại biết độ khó hình thành kiếm khí. Nàng có một tộc thúc, được gọi là kỳ tải kiếm đạo, nhưng đắm chìm trong kiếm đạo gần 10 năm mới tu luyện ra kiếm khí. Cái tên này thực sự là người sao? nhưng Lăng Hàn không hề kinh hỉ, hình thành kiếm khí là sự tình rất tự nhiên, mục tiêu của hắn là kiếm mang. Kiếm mang là kiếm khí thực hóa, lực sát thương càng to lớn hơn, đáng tiếc, kiếp trước hắn căn bản không tốn bao nhiêu thời gian ở trên kiếm thuật, bởi vậy chỉ hình thành kiếm khí, mà không có hình thành kiếm mang. Điều kiện trước tiên hình thành kiếm mang là đâm ra một kiếm, có thể đánh ra chí ít 10 đạo kiếm khí, mới có thể ngưng tụ kiếm khí thành kiếm mang hiện tại hắn chỉ có thể đánh ra một đạo kiếm khí, còn kém rất xa. Trên kiếm mang còn có kiếm tâm, đây mới là cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Có điều, đối phó hủ huyết lang, một đạo kiếm khí là đủ. Triển khai kinh điện kiếm pháp, lăng hàn vung vãi trường kiếm, thân hình phiêu giật. Phối hợp với kinh điện kiếm pháp chính là xuất vân bộ, một cái cất bước là 4, 5 mét, chợt trái chợt phải, sông trước sông sau, quỷ dị, cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Lưu Vũ Đồng ở một bên nhìn, không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu như áp chế tu vi của nàng đến luyện thể tầng 7, tuyệt đối không thể làm tốt hơn Lăng Hàn, ngược lại, hiện tại nàng sẽ ngàn cân treo sợi tóc, dù sao tranh lệch hai cảnh giới nhỏ, hơn nữa đối thủ còn là yêu thú. Nói như thế này, võ giả hay chiến vị yêu thú đều cần cảnh giới chiếm ít thượng phong mới được, cảnh giới giống nhau, khả năng võ giả thua càng lớn hơn, dù sao không phải mỗi võ giả đều là thiên tài chiến đấu kiếm pháp của Lăng Hàn vận chuyển càng ngày càng trôi chảy, bộ pháp nước chảy mây trôi, hưởng thụ lạc thú trong chiến đấu. Kiếp trước hắn thực sự quá chú trọng đan đạo, ở võ đạo chỉ xem cảnh giới, một đường rút đi tới, như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng lần này lại đi con đường võ đạo, hắn bỗng nhiên phát hiện, hóa ra võ đạo cũng thú vị như thế. Hủ huyết lang thành vật bồi luyện của hắn, mặc hắn thỏa thích triển khai, tôi luyện kinh điện kiếm pháp. Sau mười mấy phút, hủ huyết lang đã thương tích khắp người điều này làm cho nó rất hoảng sợ hóa ra nhân loại nhìn như yếu đuối kia lại cường đại như thế nó muốn lui không muốn hy sinh mình thành khẩu phần lương thực của hai người này chạy được sao lăng hàn cười ha ha kiếm tùy tâm động hàn quang kích phá hai đạo kiếm khí cùng xuất hiện hai đạo kiếm khí hắn rốt cục đột phá phốc một tia máu tươi bắn tung tóe sau gáy của hủ huyết lang nở hoa thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống con mắt trợn trừng lên tựa hồ không thể tin được một nhân loại luyện thể tầng bảy lại có thể giết chết nó trí tuệ của yêu thú là khá cao yêu thú mạnh mẽ hoàn toàn không thua nhân loại lăng hàn gật đầu uy lực của hai đạo kiếm khí quả nhiên lớn trước đó một đạo kiếm khí chỉ có thể chống đỡ với hù huyết lang nhưng hai đạo kiếm khí lại có thể thuấn sát quả nhiên cho dù cảnh giới tương đương thực lực võ giả cũng có khả năng xuất hiện tranh lệch thật lớn. Bên cạnh, Lưu Vũ Đồng chấn kinh không nói nên lời. Nhanh như vậy, liền từ một đạo kiếm khí tăng lên tới hai đạo kiếm khí, cái này nếu để vị tộc thúc kia của nàng biết, không phải sẽ xấu hổ đến nhảy sông sao. Bởi vì vị tộc thúc kia của nàng bỏ ra hơn 30 năm, mới hình thành bốn đạo kiếm khí, đã bị gia tộc xưng là thiên tài kiếm đạo, nhưng so sánh với lăng hàn. Nhưng nàng lại không biết, khởi điểm của lăng hàn cao cỡ nào đến ngộ tính lại đáng sợ dường nào bằng không kiếp trước hắn có thể ở hai trăm tuổi liền đạt đến thiên nhân cảnh sao có cơm tối rồi lăng hàn cười nói hai người tìm một dòng suối nhỏ ở bên bờ suối rửa sạch hủ huyết lang đương nhiên không thể lãng phí thú huyết toàn bộ đựng ở trong một túi nước chờ sau đó lăng hàn sẽ lấy nó tố thân rèn luyện thân thể bọn họ đốt lửa cắt chân sau của hủ huyết lang thoa chút muối gia vị rất nhanh thì có mùi thơm truyền ra. Sau khi bọn họ ăn xong, sắc trời đã tối, hai người không có đi tiếp, liền ở bên suối đã tỏa tu luyện. Lăng Hàn lấy thú huyết tố thân, vận chuyển bất diệt thiên kinh, lấy ra tinh hoa trong máu, để cho bản thân sử dụng. Chỉ là sau mười mấy phút, thú huyết sền sệt trở nên loãng, tinh hoa ở trong đó đã hoàn toàn tiêu hao hết. Muốn tăng thể phách lên, quả nhiên rất gian nan. Lăng Hàn nói thầm, khi có ý thức phòng thủ tỉ như võ giả tụ nguyên cảnh nguyên lực gia thân có thể tùy ý luyện thể cảnh công kích căn bản không thể đánh vỡ tầng phòng ngự này thế nhưng dưới tình huống không có ý thức phòng ngự của võ giả tụ nguyên cảnh cũng sẽ không mạnh hơn luyện thể cảnh bao nhiêu bởi vậy một võ giả tụ nguyên cảnh ở lúc ngủ bị luyện thể cảnh đánh lén vậy khả năng bị chết đần độn u mê là rất cao mà tăng thể phách lên loại phòng ngự này là tồn tại vĩnh viễn dù trong lúc ngủ lúc hôn mê nhưng tăng thể phách lên lại cực kỳ khó khăn yêu cầu tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo đời trước lăng hàn cũng không có ở thể phách hao quá nhiều công phu đương nhiên thú huyết bị luyện hóa nhanh như thế là bởi vì bất diệt thiên kinh quá mạnh mẽ hiệu suất cao đến kinh người bằng không đổi thành loại công pháp như thạch phu công khả năng phải ba bốn ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn lăng hàn có thể rõ ràng cảm giác được bắp thịt trở nên chặt chẽ da rẻ cứng cỏi sắc bén như một tảng đá đao kiếm cứa quà chỉ có thể lưu lại một vệt màu trắng không bao lâu nữa hắn có thể tu thành khô mộc chi thể một đêm đi qua hai người tiếp tục cất bước tìm kiếm yêu thú chiến đấu bắt đầu từ ngày thứ hai vận may của bọn họ tựa hồ tốt lên liên tiếp gặp gỡ yêu thú không chỉ cho lăng hàn cơ hội thực chiến cực tốt còn cống hiến cho hắn rất nhiều thú huyết để hắn tu luyện bất diệt thiên kinh không ngừng tiến bộ Ngày thứ tư, bọn họ đi tới một vùng núi, thì thấy phía trước đang có năm người ngồi ở trên cỏ, từng cái từng cái thật giống như trải qua đại chiến, mỗi người lộ ra thảm bại. Năm người này đều là người trẻ tuổi, tuyệt không có ai qua 20 tuổi, có ba người đặt đến luyện thể tầng 9, còn có hai người là luyện thể tầng 8, đặt ở địa phương nhỏ như Thương Vân Chấn, tu vi của năm người này đều có thể xưng tụ một tiếng thiên tài. Lưu Vũ Đồng lập tức lấy khăn che mặt che lên, dung mạo của nàng quá đẹp, rất dễ xảy ra chuyện, tuy rằng nàng không sợ. Huỳnh đệ, ngươi ở thôn trấn nào? Một thiếu niên bên đối phương hỏi, trong lời nói tràn ngập tự tin, hẳn là xuất thân gia đình giàu có. Lăng Hàn cười cợt nói, thương vân trấn, chúng ta đều là người của quách thạch trấn. Tên thiếu niên kia nói, bắt đầu giới thiệu. Ta tên Lưu Đông, hắn là Trần Bằng Cử, hắn là Lý Hạo, gia hỏa này là Chu Sướng, còn có vị mỹ nữ này là Chu Tuyết Nghi Chu Đại Tiểu Thư. Lăng Hàn hướng về năm người gật gật đầu, nói, ta tên Lăng Hàn, vị này tên Lưu Vũ Đồng. Lăng Hàn, vừa nãy chúng ta phát hiện một cây thanh linh quả, có điều có một con yêu thú rất lợi hại trông coi, chúng ta không cách nào đắc thủ, như thế nào, có hứng thú liên thủ hay không? Lưu Đồng đề nghị với Lăng Hàn, sở dĩ hắn nhiệt tình như thế, chính là xuất phát từ mục đích này. Ồ, trong lòng Lăng Hàn hơi động, thanh linh quả chẳng những có thể tăng lên tu vi của võ giả, đối với đột phá tụ nguyên cảnh cũng có nhiều chỗ tốt. Năm người này đều sắp đạt đến tụ nguyên tầng 9 đỉnh cao. Nếu như có thể vào lúc này ăn một trái thanh linh quả, vậy ích lợi là cực kỳ to lớn. Linh quả không giống đan dược, đây là thiên địa kỳ chân, hoàn toàn không có tác dụng phụ, không giống đan dược, liên tục ăn sẽ tích xuống đan độc ở trong người. Có điều có chút linh quả dược tính quá mạnh, nhất định phải luyện thành đan mới có thể dùng, không thì chính là tự sát. Yêu thú kia là cấp bậc gì? Lăng Hàn hỏi. Trướng Vân Thú, luyện thể tầng 9. Chu Sướng tiếp lời nói. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách năm người này không có cách nào, bởi vì trướng Vân Thú ở lúc chiến đấu, sẽ phun ra lượng lớn khí độc, đánh với nó nhất định phải bế khí. Nhưng đang trong kịch chiến, dù cho là võ giả, một hơi có thể nín được bao lâu. Bởi vậy, không có lực lượng nghiền ép trong thời gian cực ngắn giải quyết chiến đấu, thì không thể nào đánh được trướng Vân Thú. Có điều, người trước tiên đến tiếp ta một đao, chứng minh người có thực lực này. Lý Hạo mở miệng nói, trên mặt lạnh lùng, giơ đao trong tay lên, tinh tướng mười phần. Người phải cẩn thận, hắn là luyện thể tầng 9, hơn nữa còn được xưng đao si, phàm là thời điểm nói đến đao, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Chu Tuyết Nghi nhắc nhở. Nếu như người không có tu vi luyện thể tầng 7 trở lên, thì không nên gắng đón đỡ. Lăng Hàn gật gù, cười nói, chỉ cần tiếp một chiêu một chiêu lý hạo rất trang bức một bộ ta là đại cao thủ được đến đây đi lăng hàn không có nói khoác cũng không có khinh bỉ chỉ là rất ung dung gật gù lý hạo chuyển bước đi tới trước mặt lăng hàn tay phải để trên chuôi đao nhưng không có rút ra hắn chân trái trước chân phải sau người hơi nghiêng biểu hiện cực kỳ chăm chú lăng hàn hơi kinh ngạc tên này thật sự rất khá mơ hồ có một loại phong thái của đao khách lý hạo đột nhiên rút đao một vệt hàn quang xẹt qua chém về phía lăng hàn keng một tiếng nhuệ hưởng đốm lửa bắn ra bốn phía chỉ thấy lăng hàn đúng lúc rút kiếm tước ở trên thân đao có điều là trường kiếm cũng không có ngạnh kháng với đao mà là một đường từ mũi đao lướt đến chuôi đao lấy phương thức như thế hóa giải đao thế trầm trọng kiếm đi nhẹ nhàng một đao của lý hạo bị hóa giải bốn người Chu Tuyết Nghi đều kinh ngạc, Lăng Hàn ở đòn đánh này, biểu hiện ra trình độ là luyện thể tầng 7, lấy phương thức như thế hóa giải một đòn toàn lực của Lý Hạo, thể hiện ra kiếm thuật siêu cao. Người quá ải. Lý Hạo gật gù, trên mặt vẫn là biểu tình tự mãn. Nhưng Lăng Hàn gầy gầy trường kiếm nói, người cũng tiếp ta một chiêu kiếm. Ha ha, ngươi là thử ta sao? Lý Hạo cười to, Lăng Hàn có thể tiếp hắn một đao, không có nghĩa là có thể cùng hắn chiến hòa nhau, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. coi như thế đi. Lăng Hàn cười nói. có dám không? vậy thì phóng ngựa đến đi. Lý Hạo tràn đầy tự tin nói. vừa nãy sau khi giao chiến một đòn, hắn có thể khẳng định cảnh giới của Lăng Hàn chỉ là luyện thể tông bảy, mặc dù mọi người đều là luyện thể hậu kỳ, nhưng tranh lệch hai tầng vẫn tương đối rõ ràng. Lăng Hàn vung vẩy trường kiếm trong tay, đột nhiên đâm ra đánh thẳng tới gáy Lý Hạo. Lý Hạo tự nhiên không sợ, múa đao chống đỡ, ke một tiếng, trường kiếm đứng ở trước cổ họng của hắn, chỉ kém chút xíu. Người thua rồi. Lăng Hàn thu kiếm. Ta rõ ràng chặn được rồi. Lý Hạo vừa mở miệng, chỉ thấy Lăng Hàn dung trường kiếm lên, một vệt hàn quang màu trắng bay nhanh mà ra. Kiếm khí. Năm người lưu đông đồng thời kinh ngạc thốt lên. Sắc mặt của Lý Hạo không khỏi buồn bã hắn tự nhiên biết uy lực của kiếm khí gật đầu nói ta thua vừa nãy chỉ cần lăng hàn đánh ra kiếm khí hiện tại hắn đã là một bộ thi thể đám người lưu đông càng sợ đến gần chết lăng hàn có thể chặn một đao của lý hạo đã để bọn họ cảm thấy rất đáng gờm nhưng tên này còn hình thành kiếm khí thực sự là khó mà tin nổi chiến ý của lý hạo lại lên nói chúng ta lại luận bàn một hồi hắn chưa từng giao thủ với người tu ra kiếm khí này là vô cùng hiếm thấy. Được, Lăng Hàn gật đầu đáp ứng. Hắn đối với Lý Hạo cũng có chút tâm ý bồi dưỡng, cảm thấy tiểu tử này có khả năng đi lên con đường đao khách. Nói xong, tay phải hắn rung lên, trường kiếm tái xuất. Lý Hạo tự nhiên toàn lực ứng phó, vội vã múa đao chém liền, muốn dựa vào đao thế trầm trọng đánh bay Lăng Hàn, lấy công thành thủ. Leng keng leng keng, hai người ác chiến, lúc này Lý Hạo không có bị thuấn sát, nhưng mà ăn không ít vị đắng. Bởi vì Lăng Hàn triển khai kiếm khí, tạo ra rất nhiều vết thương ở trên người hắn. Sau mấy chục chiêu, Lý Hạo Quả đoán chịu thua, đánh tiếp nữa chỉ là chảy máu cũng có thể chảy chết hắn. Kiếm khí thực sự là lợi hại. Hắn có chút ủ rũ, lại có chút hưng phấn nói, nếu hắn cũng có thể tu ra đao khí, tình hình liền khác nhau rất lớn. Không cần nhụt chí, người đã rất tốt." Lăng Hàn đúng trọng tâm nói. "Đừng nhìn hắn hai đời gộp lại." cũng không có tốn bao nhiêu thời gian ở trên kiếm đạo nhưng hắn là người thông minh tuyệt đỉnh cỡ nào đặc biệt còn từng đạt đến thiên nhân cảnh hắn luyện kiếm một ngày bằng người luyện thề cảnh luyện trên một năm thậm chí đến mấy năm lý hạo mới bao lớn có thể so tài nghệ với hắn sao năm người chu tuyết nghi đều vừa mừng vừa sợ sợ vì lý hạo chính là đệ nhất cao thủ trong bọn họ còn không phải là đối thủ của lăng hàn vui chính là có cao thủ như vậy giúp đỡ bọn họ đạt được thanh linh quả độ khả thi tự nhiên tăng nhiều. Bảy người xuất phát, hướng về vị trí của thanh linh quả. Nguyên Lai Lăng huynh là truyền nhân của Thương Vân Chấn Lăng gia, thực kỳ quái, thiên tài như Lăng huynh, chúng ta nên sớm nghe nói qua mới phải. Dọc theo đường đi, Lăng Hàn trở thành tiêu điểm cho năm người quan tâm, tự nhiên gặp phải vấn đề của bọn họ oanh tạc. Này rất bình thường, bởi vì tiền thân không biết mình nắm giữ linh căn thần cấp, càng không biết ngũ hành thiên cực công nếu có thể danh chấn tứ phương đó mới gọi kỳ quái lăng hàn chỉ nói trước đây mình khá khiêm tốn liền đem vấn đề này để qua một bên mặc dù năm người chu tuyết nghi cũng rất có hứng thú với lưu vũ đồng nhưng nàng lạnh như băng vẫn không nói gì mà lăng hàn cũng không có ý giới thiệu thêm nên chỉ đành âm thầm hiếu kỳ ở trong lòng sau gần một tiếng bọn họ đi tới địa phương hoàn cảnh rất ẩm ướt phía trước xuất hiện một hang núi còn chưa đi vào đã nghe mùi thối buồn nôn nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một cây thực vật dài chừng thước không có cành là phảng phất như cây mía nhưng trên thân cây lại có từng tái từng trái cây không nhiều không ít vừa vặn bảy quả đến gần chút nữa liền bị độc trướng ảnh hưởng nhất định phải nín thở mới có thể tiến lên con trướng vân thú kia rất rào hoạt chắc chắn sẽ không thoát ly khu vực độc trướng chúng ta cần dẫn con trướng vân thú kia ra chỉ cần có thể ngăn trở nó mấy hơi liền có thể hái sạch quả cây Lưu Cô Nương và Tuyết Nghi phụ trách hái thanh linh quả, chúng ta chặn chướng vân thú, không có vấn đề chứ? Lời này chủ yếu là nói với Lăng Hàn. Người hái quả hai bên mỗi bên một người, miễn cho bị ai đoạt liền chạy. Lăng Hàn cười gật đầu, nếu như bọn họ biết Lưu Vũ Đồng là tu vi gì, phòng trừng sẽ không đề nghị như vậy. Chúng ta trước tiên dẫn chướng vân thú ra, khai chiến ở trong động, chúng ta căn bản không cách phát huy ưu thế nhân số. Chu Sướng nói, "Ừm." năm nam sinh đều lấy ra binh khí, gõ vào nhau, phát sinh thanh âm huyên não Chỉ một hồi, một sinh linh giống như lợn rừng từ trong động chạy ra, cả người mọc đầy khí nang, không ngừng phun ra sương mù màu xám, hai cái răng nanh to dài đột xuất ở ngoài môi, như hai đoàn mâu, rất có lực áp bách. Đây chính là chướng vân thú, ở trong yêu thú luyện thể cấp, nó tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Chướng vân thú xuất hiện ở cửa động, nhưng không có xuất kích, chỉ là hướng về năm người nhếch miệng gầm nhẹ, khí nang phun ra khói sám, thật giống như mây đen tự hình thành ở trên người nó. Tiến lên. Chu sướng hét lớn một tiếng, nhảy ra trước tiên, lưu đông, trần bằng cử, lý hạo theo sát phía sau, bốn người đồng thời vung vẩy binh khí, công qua chướng vân thú. Lăng hàn không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn. Bốn đánh một, tuy bọn người lý hạo chiếm ưu thế nhân số, nhưng ở dưới khí độc tập kích, sức chiến đấu của bọn họ căn bản không có cách nào phát huy được, chỉ chốc lát liền rơi vào lại phong. Bọn họ không khỏi sốt sắng, nói đồng thời động thủ, sao Lăng Hàn lại khoanh tay đứng nhìn. Xoạt, đúng lúc này, Lăng Hàn xuất kiếm, nhanh như lưu quang. Chiêu kiếm này đánh ra, thời cơ quá xảo diệu, chính là sau khi Trướng Vân Thú vừa hóa giải bốn người lưu đông vây công, phòng ngự bạc nhược nhất. Xoạt, trường kiếm vung qua, như thiên ngoại phi tiên, phốc một tiếng chiêu kiếm này từ mắt phải của trướng vân thú đâm vào cắm thẳng đến chuôi oành trướng vân thú nặng nề ngã trồng vó ở trên mặt đất miểu sát cái gì mẫu thân ơi hí bốn người lưu đông bao quát chu tuyết nghi trốn ở một bên đều hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc thốt lên kia là trướng vân thú a tồn tại hàng đầu trong yêu thú luyện thể cảnh nhưng lại bị một chiêu kiếm mất mạng điều này khiến người ta làm sao tiếp thu nhưng lập tức bọn họ đều nhanh chân bỏ chạy vừa nói chuyện tự nhiên hấp khí bọn họ đều nuốt vào một chút độc trướng nhất định phải lập tức vận công hóa giải bằng không lục phủ ngũ tạng có thể bị ăn mòn một lát sau lưu đông đi tới trước tiên vỗ vỗ bảo vai của lăng hàn nói còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sợ đến mức không dám động thủ nguyên lai lợi hại như vậy vừa ra tay liền bén nhọn như thế ha <laughs> ha Lăng huynh thật đúng là lợi hại, một chiêu miểu sát trướng vân thú. Lý Hạo cũng nói, làm một đao khách, có thể thưởng thức chiêu kiếm gọn gàng sạch sẽ như thế, hắn cũng rất hưng phấn. Lăng Hàn chỉ cười cười, cảnh giới càng thấp, thì càng dễ vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa, vừa nãy con trướng vân thú kia còn bị bốn người lưu đông phân hơn nửa sự chú ý, mới cho hắn cơ hội một chiêu kiếm mất mạng. Bằng không nếu một đối một, Lăng Hàn tuyệt đối không thể ngang hàng, trừ khi trước ăn vào thuốc giải độc trướng, đợi sau khi độc trướng tiêu tan bọn họ mới hái xuống từng cái thanh linh quả nhưng không có động dễ cây của nó phương án lúc trước là thời gian cấp bách chỉ có thể nhổ tận gốc hiện tại trướng vân thú đã chết bọn họ tự nhiên không thể làm như thế này dù sao cũng là thiên địa linh dược làm như vậy đất trời oán giận bảy trái thanh linh quả vừa vặn một người một trái có điều là mặc dù lưu vũ đồng cất đi nhưng xoay người khẳng định sẽ giao cho lăng hàn hư đều thả linh quả xuống cho ta chỉ nghe một thanh âm lạnh lùng vang lên hai nam tử một trước một sau đi tới vừa vặn là một già một trẻ thiếu niên chừng hai mươi tuổi nhưng lão già khoảng bảy tám mươi tóc trắng phơ nói chuyện chính là thanh niên kia hắn ngược lại đi ở phía trước mà ông lão thì như người hầu theo ở phía sau ánh mắt lăng hàn đảo qua lấy thần thức thiên nhân cảnh của hắn tự nhiên có thể nhìn ra thanh niên này là luyện thể tầng chín mà ông lão lại đặt đến tụ nguyên tầng 9. Ngươi là ai, lại ở đây phóng giám thí? Lưu Đông lập tức nhảy lên, hướng về đối phương thét to nói. Ánh mắt của thanh niên kia đảo qua thân thể mềm mại của Chu Tuyết Nghi, lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi, sau đó mới khinh thường nói. Ngay cả hàng chiến ta cũng không nhận ra. Khà khà, như vậy Thạch Lang Môn dù sao vẫn nghe nói qua chứ. Thiếu gia ta chính là trưởng tôn của thất trưởng lão Thạch Lang Môn. Thạch Lang Môn. Nghe được ba chữ này, năm người Lưu Đông đồng thời biến sắc, lộ ra kiêng kỵ. Ở Vũ Quốc, môn phái không thể tùy tiện gọi. Phái, môn, hội, bang, đây là bốn đẳng cấp, chỉ có thế lực nắm giữ cường giả linh hải cảnh mới có thể xưng phái, thế lực có cao thủ dũng tuyển cảnh mới có thể xưng môn, cứ thế suy ra, thế lực có tụ nguyên cảnh tỏa chấn chỉ có thể xưng hội, bang là cấp bậc hạ cửu lưu thạch lang môn là thế lực lớn số một trong chu vi ngàn dặm có người nói chín đại trưởng lão trong môn phái mỗi người đều là cường giả dũng tuyền cảnh môn chủ càng là dũng tuyển tầng chín đỉnh cao nếu như hàng chiến này nói không sai ra ra hắn thực sự là thạch lang môn thất trưởng lão vậy bối cảnh này xác thực rất đáng sợ ha 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 hiện tại biết thiếu gia ta là ai a à? thả linh quả xuống mỗi người tự đoạn một tay có thể lăn có điều hai nữ nhân này lưu lại Hàng chiến lại liếc nhìn Lưu Vũ Đồng, tuy không nhìn thấy tướng mạo của đối phương, nhưng phong thái yểu điệu kia vẫn để cho hắn tim đập thình thịch. Lấy kinh nghiệm duyệt nữ vô số của hắn đến xem, cô gái này tất nhiên là mỹ nhân. Năm người Lưu Đông đều giận dữ, Lưu lại linh quả coi như thôi, còn muốn tự đoạn một tay. Võ giả tự đoạn một tay, kia là phá hủy tiền đồ. Chu Tuyết Nghi thì run rẩy, nàng biết dụng ý đối phương lưu lại mình, điều này làm cho nàng vừa buồn nôn phẫn nộ lại hoảng sợ. Còn muốn phản kháng hay sao? Hàng chiến cười gằn. Dư lão, để bọn họ tuyệt vọng đi. Vâng, thiếu gia. Ông lão tóc trắng phía sau hắn cung kính nói, sau đó từng bước từng bước chậm rãi đi ra. Nguyên bản thân hình của hắn lỏm khọm, một bộ tuổi già sức yếu, nhưng hiện tại mỗi đi một bước, eo liền thẳng tắp một chút, khí thế cũng không ngừng tăng lên, rất nhanh để sắc mặt bọn người lưu đông trắng bệch tụ nguyên tầng 9. Kỳ thực bọn người lưu đông cũng không trang luận dư lão đến cùng là tu vi gì, chỉ biết là rất mạnh, so với bọn họ vượt qua một đoạn dài. Nhưng mặc kệ là tụ nguyên mấy tầng, muốn chấn áp mấy luyện thể cảnh, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Xong đời, năm người lưu đông mặt như màu đất, tuy bọn họ cực không tình nguyện, nhưng không thể không thừa nhận, so bối cảnh, bọn họ không bằng, mà so thực lực trước mắt, bọn họ đồng dạng không bằng. Người lấy khăn che mặt xuống hằng chiến chỉ vào lưu vũ đồng nói hắn càng nhìn dáng người lưu vũ đồng thì càng hừng hực càng muốn xem đến hình dáng của nàng nếu như dung mạo của lưu vũ đồng không đạt tới hắn dự đoán hắn chắc chắn sẽ một kiếm giết đối phương bởi vì để hắn không công chờ mong một hồi hậu quả hằng chiến dĩ nhiên chưa hề nghĩ tới thạch lang môn chính là vương giả vùng này chỉ cần không làm sự tình phản bội vũ quốc như vậy giết mấy người lại đáng là gì lưu vũ đồng tự nhiên lý cũng sẽ không lý tới hả ngươi không nghe thiếu gia ta nói sao hàng chiến có chút không vui hắn vênh mặt hất hàm say khiến quen rồi có người nào dám không tuân mệnh lệnh của hắn lưu vũ đồng nhìn về phía lăng hàn chỉ thấy lăng hàn mỉm cười nàng liền đưa tay lên khăn che mặt nhẹ nhàng kéo xuống trong khoảng thời gian ngắn phảng phất thiên địa cũng vì đó sáng ngời thế gian lại có cô gái xinh đẹp như vậy thực sự là quốc sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành tuy lãnh diễm như băng sơn nhưng càng khiến người ta phát lên dục vọng chinh phục mãnh liệt nếu như có thể để cho băng mỹ nhân như vậy hóa thành mị sủng dưới gối làm nũng này là cảm giác thành công thế nào năm người lưu đông đầu tiên là bị kinh diễm đến cứng lại nhưng lập tức liền tiếc hận mỹ nữ như vậy lại rơi vào trong tay hàng chiến hàng chiến tự nhiên kinh hỉ vô hạn không nghĩ tới mình sẽ gặp mỹ nhân như vậy con mắt muốn chừng ra hắn cười ha ha nói mỹ nhân, lại đây. Thiếu gia cẩn thận, nàng là tụ nguyên cảnh. Nhưng dư lão đột nhiên nói, trên khuôn mặt giả nua tràn ngập thận trọng. Hắn không thấy rõ thực lực của nữ nhân này. Người cảnh giới cao có thể thấy tu vi người cảnh giới thấp, nhưng cần khoảng cách của song phương đủ tiếp cận. Bây giờ dư lão và lưu vũ đồng cách xa như vậy, chỉ có thể cảm ứng được tu vi của lưu vũ đồng đạt đến tụ nguyên cảnh, nhưng cụ thể là tụ nguyên mấy tầng thì không biết. Năm người lưu đông, kể cả hàng chiến đều sợ hết hồn, lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Nữ nhân này nhiều nhất 18, 19 tuổi, nhưng đã là tụ nguyên cảnh. Bất quá một cường giả tụ nguyên cảnh sẽ nói lung tung sao? Hàng chiến đầu tiên là cả kinh, nhưng ở trong lòng lại hừ một tiếng, tụ nguyên cảnh thì lại làm sao, còn trẻ như vậy, khẳng định là vừa đột phá, làm sao có khả năng là đối thủ của Dư lão? Dư lão bắt nàng Hàng chiến sắc tâm mãnh liệt, có thể lấy tu vi luyện thể cảnh, đặt cao thủ tụ nguyên cảnh ở dưới thân đùa bỡn, cảm giác thành công này không khỏi quá mạnh à, đặc biệt là cô gái kia còn đẹp như vậy. Hắn sắp không nhịn được. Tuy dư lão lộ ra vẻ cẩn thận, nhưng cũng không có coi Lưu Vũ Đồng như đại địch, dù sao đối phương quá tuổi trẻ. Ở hắn nghĩ đến, đối phương khả năng là tụ nguyên tầng 1, tầng 2, cùng lắm là tầng 3. Hắn là tụ nguyên tầng 9 tuy đời này không thể đột phá dũng tuyển cảnh nhưng ở trong tầng thứ tụ nguyên cảnh hắn tự nghĩ ít có đối thủ tiểu cô nương ngoan ngoãn chịu thua miễn ăn phải vị đắng hắn mở miệng nói trong ánh mắt lưu vũ đồng lóe lên sát khí nàng là lưu gia quý nữ ở trước mặt hoàng đô bát đại thế gia thạch lang môn lại tính là gì hàng chiến này lại dám động tà niệm với nàng thực sự là muốn chết nhưng nghĩ tới thân phận của mình bây giờ nàng không khỏi quay đầu nhìn lại Lăng Hàn, mang theo một tia hỏi dò. Lăng Hàn nhún vai một cái, nói, loại cặn bã này, người muốn giết liền giết a. À. Lưu Vũ Đồng quay đầu trở lại, khí thế của tụ nguyên tầng 9 không hề bảo Lưu thả ra ngoài, cùng dư lão địa vị ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong. Cái gì? Dư lão thất sắc, kinh hô. Tụ nguyên tầng 9, làm sao có khả năng? Tụ nguyên tầng 9, Đừng nói dư lão giật nảy cả mình, ngay cả năm người lưu đông cũng chấn kinh đến ra mặt kéo kéo. Tụ nguyên cảnh dưới 20 tuổi cũng đã đủ kinh người, huống chi là tụ nguyên tầng 9. Bọn người lưu đông vốn tưởng rằng có chút tranh lệch với lưu vũ đồng, nhưng sẽ không kém quá xa, bởi vì bọn họ cũng là luyện thể tầng 8, tầng 9, tiến thêm một bước nữa chính là tụ nguyên cảnh. Nhưng tụ nguyên tầng 9, vậy ít nhất là chuyện 8 năm, thậm chí 10 năm sau này a à. Dư lão lập tức ôm quyền thi lễ nói. Lúc trước thiếu gia nhà ta có chỗ thất lễ, kính xin cô nương chưa trách, lão hù ở đây thay thiếu gia bồi cái không phải. Mọi người đều là tụ nguyên tầng 9, hắn tự nhận không thua, nhưng vấn đề là, đối phương tuổi trẻ như thế, liền đạt đến tụ nguyên tầng 9, đây là thế lực bình thường bồi dưỡng ra sao? Đây mới là dư lão kiêng kỵ. Tuy trong lòng hàng chiến khó chịu, càng không muốn, nhưng không có cách nào, hắn ngông cuồng là ngông cuồng, lại không ngu ngốc, biết người nào có thể chiêu chọc, người nào là tuyệt đối không thể chiêu chọc. Lưu Vũ Đồng thuộc về người tuyệt đối không thể chiêu chọc. Lưu Vũ Đồng chỉ phất phất tay, điềm nhiên nói, người tránh già, ta không giết ngươi. Chuyện cười, Lưu gia quý nữ há có thể khinh nhờn. Cô nương, ngươi không nên quá mức. Dư lão trầm giọng nói, hắn tự nhiên không thể ngồi xem hàng chiến chết. Lưu Vũ Đồng không trả lời, hai tay hóa trưởng, bày ra tư thế tiến công. Võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, tiểu chiết mai thủ. Dư lão vừa thấy, biết việc này không thể dễ dàng, hai tay cũng rung lên, hóa thành trảo hình. Võ kỹ hoàng cấp trung phẩm, phi ưng trảo. Lưu đồng bật thốt lên, hắn am hiểu nhất chính là trảo pháp, bởi vậy biết rất nhiều đặc thù của trảo pháp, liếc mắt liền nhìn ra lai lịch trảo pháp của dư lão. Lăng Hàn, người nhà ngươi không thành vấn đề chứ? Năm người bọn họ đều vây quanh, hiện tại Lưu Vũ Đồng chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Sẽ không, sẽ không. Trong lòng năm người Lưu Đông đều loạn tùng phèo, vô căn cứ A, à. mọi người đều là tụ nguyên tầng 9, ai có thể nói có đầy đủ tự tin chứ? Ở trong khi bọn hắn nói chuyện, Lưu Vũ Đồng đã nhào trên, ác chiến với dư lão. Hai người ngươi tới ta đi, thân hình đều như gió, nhanh vô cùng bọn họ đều là cao thủ tụ nguyên tầng 9. Mấy người lưu đông căn bản không thấy rõ tình huống chiến đấu cụ thể, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, căn bản không biết ai chiếm ưu thế. Hàng chiến đương nhiên cũng không thấy rõ, hắn không khỏi lo lắng, bởi vì nếu dư lão chiến bại, cái mạng nhỏ của hắn cũng khó giữ được, tự nhiên phải quan tâm. Nhưng chỉ chiến 5-3 phút đồng hồ, động tác của hai người đều chậm lại, chậm đến không chỉ để đám người lưu đông nhìn rõ ràng, thậm chí ngay cả bọn họ cũng cảm thấy quá chậm có điều sắc mặt của lăng hàn lại trở nên thận trọng lên chậm không có nghĩa là hai người đều hoãn thế tiến công ngược lại hiện tại càng thêm hung hiểm bởi vì bọn họ đã tiến vào giai đoạn vật lộn tính mạng với nhau chỉ cần ai hơi có sai lầm này không chỉ bại hơn nữa sẽ chết nghĩ tới lúc trước hắn vẫn chỉ điểm lưu vũ đồng lấy tu vi thiên nhân cảnh của hắn tùy tiện một ít kinh nghiệm đối với võ giả cấp thấp mà nói đều là cực kỳ quý giá chỉ cần tiêu hóa thực lực chắc chắn tăng nhiều tin tưởng lấy ngộ tính của lưu vũ đồng nàng sẽ lĩnh ngộ không ít trận chiến này nàng có thể thắng lưu vũ đồng và dư lão càng đánh càng chậm hai người một là tụ nguyên cảnh lâu năm ở cảnh giới này đắm chìm lâu ngày kinh nghiệm chiến đấu phong phú một cái khác tuy tuổi trẻ nhưng là thiên tài võ đạo ngộ tính cao siêu càng được lăng hàn chỉ điểm sức chiến đấu kinh người mồ hôi lạnh trên trán dư lão chảy dòng. Đối thủ quá mạnh mẽ, hắn cảm giác tử vong đến gần, nhưng lúc này hắn căn bản không dám phân tâm, ngay cả đầu hàng xin tha cũng không được. Dưới khí thế dẫn dắt, hắn sẽ bị Lưu Vũ Đồng lôi đình phản kích. Lưu Vũ Đồng thì càng ngày càng thong dong, nàng đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Tình thế đã quá rõ ràng, ngay cả đám người Lưu Đồng cũng thấy rõ, đều lộ ra nụ cười, rốt cục yên tâm. Bọn họ thấy rõ, hàng chiến tự nhiên không thể không thấy, bước chân không khỏi di chuyển về phía sau, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Vội như vậy, muốn đi đâu đây? Lăng Hàn một bước vọt tới, ngăn trở đường đi của hắn. Cút ngay cho thiếu ra. Hàng chiến quát lên. Ta là người của Thạch Lang Môn, ngươi dám trêu ta, giết cả nhà ngươi à. Rất bá đạo. Lăng Hàn rút kiếm, trong ánh mắt bắn ra sát khí, cùng người như thế không có gì để nói nhiều trực tiếp giết là được lăng hàn không nên vọng động lưu đông không khỏi kêu lên nếu giết hàng chiến bọn họ không nhà nào chịu được lửa giận của thạch lang môn ha 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 nghe đồng bạn của ngươi khuyến cáo tuyệt đối không nên đối nghịch với ta bằng không chỉ có một con đường chết hàng chiến cười lạnh nói ngày hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn hắn đã nghĩ nhanh chân bỏ chạy chỉ là hắn còn chưa nhúc nhích cổ đã mát lạnh một thanh trường kiếm đặt lên cổ của hắn, nhất thời để cả người hắn run cầm cập, chỉ cảm thấy nước tiểu muốn chảy ra. Không có người ta không dám giết. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, âm thanh lập tức lạnh lẽo. Quỳ xuống. Hàng Chiến không dám không quỳ, ánh mắt lạnh như băng của đối phương để hắn cảm thấy cực kỳ hàn ý, đây là một nam nhân nói được làm được. Nhận sai. Lăng Hàn tiếp tục nói. Hàng Chiến muốn đứng lên chửi má nó nhưng cảm giác được cổ mát lạnh hắn chỉ có phần cúi đầu thầm nghĩ chỉ cần trở lại thạch lang môn hắn nhất định sẽ xin ra ra tự mình xa nhà giết chết toàn bộ những người này đương nhiên hai mỹ nữ kia khẳng định phải lưu lại làm đồ chơi cho hắn ta sai rồi ta không phải người hắn xin khoan dung nói hy vọng đời sau ngươi sẽ làm người tốt lăng hàn lạnh lùng nói không hàng chiến lập tức ý thức được không ổn nhưng chỉ cảm thấy cổ đau xót một luồng máu tươi bắn ra trước mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt hai mắt của hắn mất cảm giác còn tràn ngập khó mà tin nổi lăng hàn lại thật dám xuống tay giết hắn cùng lúc đó lưu vũ đồng cũng khẽ quát một tiếng tay nhỏ đập qua dư lão giống như biến thành thạch đầu nhân không còn chút động tĩnh thật lâu sau mới đung một cái ngã xuống lần này có thể sông đại họa a bọn người lưu đông đều thở dài